Xin chào anh em mình nha. Em xin chúc anh em mình buổi tối chủ nhật cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chúc anh em mình luôn luôn sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực đam mê âm thanh của mình nha. Thì clip tối ngày hôm nay em xin test và giao lưu đến em mình một cái cặp loa hộp chè phân khúc là hàng sưu tầm hiếm có khó tìm nha anh em ha. Thì đây là cặp loa Antech Lanxin có model là Legato AS21, trang bị cấu hình là hai con bass 44, bass 30 nha anh em, và cặp kèn 806A, kèn xanh, củ xanh, thùng mấy chục năm rồi các bạn, thùng mấy chục năm rồi còn nguyên bản rất là đẹp. Thùng loa là gỗ thịt nha anh em ha, và thiết kế cái chân nhìn rất là vintage nha. Chân là gỗ thịt chạy từ trên xuống dưới luôn đó các bạn, không còn mấy tinh. Con này là đẹp mộc nguyên bản, không xà ba nha anh em, tuyệt đối là không xà ba luôn, đẹp mộc nguyên bản cho anh em mình. Đây là hai tấm lưới e căng của em nó. Thì hai tấm lưới này khi mình lắp vào đó thì mình sẽ nhìn thấy được là cái cặp kèn nha anh em ha, cặp kèn. Cái lưới này là được anh Tây bên kia ảnh độ lại rồi nha các bạn ha. Đúng là nguyên bản á, là cái lưới nó liền luôn, nó không có nhìn thấy được cái họng kèn đó các bạn. Ảnh thì cái người chơi trước á, thì cũng có con mắt thẩm mỹ cho nên người ta khoét cái hình chữ U đó cho nó lòi cái kèn ra, nhìn cho nó đẹp và phê nha anh em ha. Thì với cặp Antech Legato AS21 này anh em mình để trong phòng mình chơi rất là hợp. Thứ nhất á, là nó có cái thiết kế đẹp nha anh em ha, thiết kế đẹp. Thứ hai á, là hàng độc hiếm đó, trang bị một cái họng còi xanh 811, cũ là 806A, bản 16 ohm nha anh em ha. Đó, thì chân cẳng là không, con này là nó không có bị gì hết anh em ơi. Đó, thùng còn nguyên luôn. Anh em mình có nhu cầu sưu tầm á thì anh em mình liên hệ Zalo của mình là 0919929926, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em mình xem và tham khảo. Thì nếu anh em mình quan tâm cái cặp Legato AS21 này, anh em mình hãy tra model của hãng, anh em mình hãy tìm hiểu thêm nha. Và cặp loa này các bạn hàng từ Mỹ về, giá thì sẽ rất là tốt để anh em mình sưu tầm chơi một cặp loa độc hiếm và thiết kế đẹp như thế này, đẹp mộc nguyên bản nha. Cái này là mình nhấn mạnh là đẹp mộc nguyên bản hiếm, hàng sưu tầm. Thì anh em nào mà yêu thích thì anh em mình chốt ngay và luôn nha anh em ha. Cặp loa thì để trong nhà nhìn rất là sang đây các bạn. Thì phía trên anh em mình có thể để mâm than CD hoặc là âm ly. Bây giờ mình sẽ mời anh em mình nghe đoạn test tham khảo một phần nào đó chất âm của đôi loa. Trước tiên thì mình sẽ test cái dải cao. Thank you.
bây giờ em xin mời anh em mình nghe bài test trung âm nha. Con ghề sumo này thì ghề hand cho nên không có bát chép nha. Có sao nghe vậy? 24 hours that brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. When there's a rainbow before me, skies above can be stormy. Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes. And that difference is you. Xin cảm ơn em mình đã quan tâm và theo dõi video của em vừa gọi vừa test và chia sẻ đến em mình. Đôi lo anh test lên xin một đôi lo khá là hiếm, có model là AS21 nghe các bạn ha. Rồi xin chào anh em mình nha.